quai dép này lại. Mình sẽ dùng tay gấp những cái đường gấp nhỏ ở các cái phần đầu quai này. Tương tự với các cái hình còn lại, mình cũng sẽ gấp các cái nếp gấp như vậy. Để gắn những cái quai dép vào với phần đế dép thì mình sẽ dùng súng bắn keo. Mình gắn keo ở phần đầu của các cái quai dép này. Sau khi gắn xong thì mình sẽ đặt các cái quai của mình vào với cái phần đế dép. Mỗi chiếc dép thì mình sẽ gắn 3 cái quai này. 3 cái quai này có nhiều cách để các bạn có thể sắp xếp nó vào với cái phần đế dép. Nên mình sẽ gắn những cái quai dép của mình nằm song song với nhau như thế này. Tương tự như vậy, với chiếc quai dép còn lại, mình cũng gắn vào với cái phần đế dép. Sau khi gắn xong các cái sợi quai dép vào với phần đế dép thì mình đã có một chiếc dép hoàn chỉnh như thế này. Với chiếc dép thứ hai, mình cũng sẽ thực hiện các cái thao tác gắn phần quai vào với phần đế như vậy nhé. Mình gắn một cái quai dép đầu tiên ở phía trên như thế này. Sau đó tiếp đến các cái quai dép còn lại ở phía dưới. Sau khi gắn keo thì mình đặt những cái quai dép còn lại vào với cái phần đế dép để hoàn thiện chiếc dép thứ hai của mình nhé. Sau khi gắn xong các cái quai nhỏ cho chiếc dép của mình thì mình đã có hai cái chiếc dép như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hình chú vịt để mình gắn chú vịt trang trí lên trên cái quai của chiếc dép. Trên cái phần giấy thủ công màu vàng, mình gấp một cái cạnh của tờ giấy xuống như thế này. Sau đó dùng bút chì vẽ tạo hình phần đầu của chú vịt là một cái hình tròn và phần thân ở phía bên dưới là một cái hình có dạng bán nguyệt. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ vẽ cái mỏ và mình dùng những cái nét cong mềm mại để vẽ cho chú vịt của mình.